Vâng có thể nói đây là một trường hợp bí hữu và chúng ta sẽ cùng đến với một trường hợp khác. Có thể nói sơ ý trong lúc sửa điện thì một nam thanh niên đã bị điện giật đến dẫn đến ngưng tim và ngưng thở, nguy kịch đến tính mạng. Và các bác sĩ đã phải sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt và cho bệnh nhân ngủ đông đến 3 ngày. Và ngày hôm nay, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Cụ thể bệnh nhân 26 tuổi ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được bệnh viện địa phương chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy với chuẩn đoán là ngưng tim, ngưng thở do bị điện giật. Bệnh nhân lúc đó tiên lượng rất xấu, nếu mà tự tỉnh lại cũng sẽ tàn phế, bị liệt hoặc là sống đời sống thực vật. Các bác sĩ đã quyết định áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy sớm, tức là ngủ đông để bảo vệ não người bệnh khỏi những tổn thương do nhiễm độc tế bào, giúp cơ thể giảm tối đa nhu cầu và sử dụng năng lượng. Bệnh nhân được quấn những tấm dán hạ nhiệt đặc biệt vào ngực và bụng và chân. Và thông qua tấm dán này thì bác sĩ đã hạ nhiệt độ cơ thể anh từ 37 độ C xuống 36 độ C, duy trì liên tục trong 48 giờ. Bệnh nhân đồng thời sử dụng máy thở, thuốc vận mạch và lọc máu chậm. Đến ngày thứ ba hạ thân nhiệt, chắc chắn bệnh nhân đáp ứng điều trị, dần tỉnh táo, có phản xạ chi giác trở lại. Các bác sĩ đã làm ấm dần cơ thể bệnh nhân lên. Lúc này thì người bệnh tỉnh mê dần. Và ngày 4 tháng 11, bệnh nhân không cần áp dụng hạ thân nhiệt nữa, đã thoát nguy kịch và tiếp tục điều trị. Vâng có thể nói là kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động được bệnh viện trợ rẫy ứng dụng trong điều trị từ giữa năm 2020. Đến nay thì đã có 7 trường hợp áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Trong đó thì 3 bệnh nhân được cứu sống đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ di chứng tổn thương thần kinh hay là cơ quan nào khác. 3 bệnh nhân khác não được bảo vệ khỏi tổn thương, song suy ra cơ quan nặng nên không qua khỏi. Một trường hợp thì đang tiếp tục điều trị là bệnh nhân bị giật điện nói trên ạ. Dạ vâng ạ, và kỹ thuật hạ thân nhiệt đã làm lạnh chủ động để đưa thân nhiệt cho người bệnh xuống từ 33 đến 36 độ C. Kỹ thuật này thì được chỉ định cho bệnh nhân bị ngưng tim do rối loạn nhịp tim bởi điện giật hay là đuối nước hay là bệnh lý về tim mạch hoặc là đột quỵ. Và điều kiện là người bệnh đến viện trong tối thiểu 8 giờ sau tai nạn, còn hôn mê hay là ngưng hô hấp tuần hoàn và hồi sức tim đập trở lại kỹ thuật chống chỉ định đối với bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật lớn trong vòng khoảng 14 ngày hoặc là đang chảy máu, sốc nhiễm trùng, hôn mê do ngộ độc hoặc là chuyển hóa.